Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì vừa dắt xe ra thì mưa luôn, nhưng mà vẫn cố gắng quay cho anh em. Thì đây là một cặp Z8 216. Thì 216 nó sẽ có màu đen này và màu đỏ candy. Màu đỏ candy cũng rất là hot ha. Thì cái em xe màu đỏ candy này mình sẽ quay bán cho anh em. Và con này 15 ngày nữa chủ từ Nhật về thì mình có thể giao dịch được rồi. Con này chủ để 3-4 năm rồi, 4-5 năm luôn á anh em. Thậm chí là chủ đó lúc mua là để bên Nhật không có đi. Đó, con này đặc biệt á, một trong những con xe lướt chỉ có 11.000 cây thôi anh em. Đây, 11.000 cây, em này chỉ có 11.000 cây thôi. Xe nó còn, bây giờ mình nói là xe còn rất là đẹp luôn anh em, khỏi phải chê luôn. Đây, dĩ là mới tinh luôn nha anh em, mọi thứ là nó còn mới. Đó, đây cổ bô nè anh em. Đó, anh em có thể nhìn là cổ bô là lâu năm không đi là nó sẽ sát nha anh em. Cổ bô còn rất là ngon luôn, mọi thứ vàng nước sơn nè. Em quay cái nước sơn bình xăng cho anh em coi. Đó, mọi thứ nó còn rất là mới và sơn zin luôn anh em. Rất là đã, rất là tuyệt vời. Đối với một em Z8 này đó, engine đồ đầy đủ luôn. Hai em này thì đi nhiều hơn. Em này thì đi nhiều hơn, để mình từ từ mình sẽ quay. Rồi em quay ra xa cho anh em đi. Thì để mình nói sơ Z8 này thì chủ hiện tại ở đây ở nước ngoài. Khoảng 15 ngày nữa là về nước là ký cho mình, cho nên mình mới quay. Và những con mà xe để lâu như thế này nè thì mình lấy về. Và tại vì sao mình lấy trước về? Tại vì những thứ mình phải làm, đó là mình phải thay dây con. Lâu rồi anh em, dây con nó sẽ ấy. Những con này con rất là nhẹ nha anh em, 216 rất là nhẹ. Đây đây, quay cho anh em. Con rất là nhẹ. Nè anh bóp một ngón nè anh em, ai nói với 8 nặng. Đó. Thì những con này á mình phải thay dây con nè, vệ sinh máy móc nè, lọc nhớt nè. Rồi vệ sinh bùn đốt nè, nói chung là vệ sinh sạch sẽ hết cho cái em Z8 là mình mới bán cho anh em. Đó thì mình lấy trước về để mình vệ sinh. Con này mình lấy về cũng cả một tháng mấy rồi, nhưng mà chủ người ta nói là bây giờ mình giao cho mình trước. Em này biển số 38 có hỗ trợ rút hồ sơ cho anh em luôn nha. Nó là chủ giao cho mình trước rồi rồi mình kiểm tra đầy đủ, tại lâu quá không đi á anh em. Rồi xong rồi mình mới đăng clip bán lên cho anh em. Nói chung á khi mà mình đàng hoàng á, những người bán xe cho mình người ta cũng đàng hoàng, người ta dễ thương lắm anh em. Thậm chí xe này mình còn chưa trả tiền cho chủ xe nữa, mà khẳng định em chưa trả tiền chủ xe. Chủ xe nói về đi rồi có gì trả sau, tại vì chưa ký, chờ bên Nhật chưa về. Thì con này với 8 candy này là 150 nha anh em. Đó, 150, tại xe rất là mới luôn. Tay zin, đồ zin, cái gì cũng zin, đầy đủ hết. 11.000 cây thì rất là mới anh em. Những con này mà mình đánh giá cao là Z8 rất là bền nha anh em. Và anh em nói Z8 nặng á, nó nặng như thế nào? Nó nặng đối với những người 1m6, còn nó sẽ nhẹ đối với những anh em mà 1m7. Như cameraman là mới làm cho mình á, dắt thoải mái luôn đó. Thì nó nhẹ lắm nè, anh em coi coi nè. Đó, thấy không? Rất là nhẹ. Đối với những người mà có chiều cao 1m7 trở lên thì mình dắt nó sẽ không có vấn đề gì mà phải khó khăn. Nhưng mà khi mà anh em mà dưới 1m6 á thì nó sẽ nặng. Thì bây giờ mình sẽ cho một người dưới 1m6 vô. Âu lộn, 1m62. Lộn. Ngồi thử đi. Đó, con xe còn rất là ken luôn em. Con này thì cực ken rồi. 150 bao gồm hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em luôn nha. Đó, 1m6 sẽ nhón. Mà khi anh em nhón á thì anh em cảm giác dắt nó sẽ nặng. Đó. Rồi, giờ qua con này. Thì con này là chỉ có 138 triệu thôi. Thì em này thì odo nó sẽ cao hơn, nhưng mà em này biển số Sài Gòn. Đây đây, em quay đồng hồ cho anh em coi. Em này là 24.000 nha anh em. 24.000 thì em này thì vẫn còn nước sơn zin. Nước sơn zin dán keo trong. Đó, còn rất là đẹp, quay cổ bô. Khi mà cùng một cái cổ bô đi nhiều nè, em phải quay so sánh cho anh em. Đây một cổ bô đi nhiều hơn nè, đó anh em thấy không? Rồi với lại một cổ bô đi ít nè. Đi ít hơn thì nó sẽ khác biệt nha anh em. Đó, em quay ra xa xa là anh em sẽ tự đánh giá. Quay xa ra hai xe đó là anh em sẽ nhìn tự đánh giá. Ở một cái dĩ đi nhiều. Đó, một cái dĩ đi nhiều. Đi gấp đôi, gấp hơn gấp đôi. Và một cái dĩ đi ít. Đó, anh em nhìn là anh em sẽ tự đánh giá được phần nào nha anh em. Rồi, thì bây giờ hai xe này, đặc biệt cái là xe nào cũng được bô móc. Đó, để cho anh em coi. Nghe tiếng bô. Mưa luôn, mưa quá trời mưa. Yeah.
chó, mọi thứ còn rất là mới nha anh em. Mấy con này được bảo dưỡng rất là kỹ. Và ba qua mình bảo dưỡng rất kỹ rồi, qua cho em này ha. Đó, thì trong hai em này anh em thích tiếng của em nào? Đó, thì anh em cứ bình luận nha. Thì em này mình sẽ cố gắng mình kiếm một cặp chống đổ bỏ vô nha. Thì em này có chống đổ rồi, mình sẽ kiếm cặp chống đổ anh bỏ vô cho anh em luôn, đi cho đàng hoàng. Dạ alo. Dạ đúng rồi. Thì bên anh bao ký giấy thôi em. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Khách gọi điện hỏi xe anh em. Đó, thì hai con này mình cũng chả có gì để bàn hết. Thì em ngồi vô em thấy sao, mấy sáu cảm thấy sao, nó hơi cao đúng không? Nó hơi cao so với người mấy sáu nha anh em. Mình quay clip lên quay rõ ràng để cho anh em chọn lựa một cái xe phù hợp với anh em. Cho đó, như cái xe này 1m6 sẽ hơi cao, nhưng mà người 1m7 leo lên thì nó sẽ ok, chạy là nó rất là nhẹ. Còn anh em nói nặng là anh em dưới 1m6 là nó sẽ nặng so với anh em. Và những xe này nó là mình bảo trì bảo dưỡng đầy đủ hết cho anh em rồi nha, nên anh em khỏi lo, khỏi lăn tăn. Đó, thì quay clip cho anh em thì thực tế là rất là đẹp. Hai em này là bảo trì bảo dưỡng đầy đủ, anh em về cứ chạy thôi. Thì về trước khi về là mình đã kiểm tra đầy đủ hết rồi. Nó như em này đi là quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà nói với anh em nha, đối với những xe 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 thì bắt buộc anh em phải thay phốt phuộc nha anh em. Thay phốt của phuộc upside down là không thay là anh em đi không được. Anh em phải canh dầu, canh phốt lại anh em mới đi được. Còn mà nói xe mà phuộc chưa mở rồi á, anh em mua về là anh em tốn mớ tiền á. Những con xe này là chính tay Minh, chính thợ bên Minh là đã thay phốt phuộc hết cho anh em, là nó thứ nhất là canh dầu lại, thứ hai là phốt mới, anh em về đi là khỏi sợ bị xì nữa. Là nó như là một cái cây phuộc mới vậy đó, mới 90%+ rồi đó. Nên anh em cứ yên tâm là mấy về vấn đề đó. Còn mà mấy xe mà 2016 mà nói là không thể nào mà xe chưa thay phốt hết đó. Đó, cái mấy những cái phốt cao su, anh em cứ hình dung những cái phốt cao su á, anh em để lâu năm là nó sẽ bị nứt, nó bị hư. Đó, bắt buộc. Bắt buộc là mình phải thay phốt. Rồi, bây giờ xong hết rồi. Đây nè, ai nè anh em, cho anh em coi nè, cái nước màu sơn candy rất là đẹp. Tem hãng còn y chang luôn, đó, nó yêu cầu là đổ xăng 95 nè, đó anh em thấy không? Màu đỏ candy nè, tem zin nè, còn mọi thứ đầy đủ luôn. Anh em phải lo, còn màu kia là tem zin nó luôn. Hai con tem zin còn sót lại, đẹp tuyệt vời. Máy nè, lốc nè, rất là đẹp. Đó. Và đương nhiên rồi, mấy năm rồi sẽ có những chi tiết nó sẽ cũ, nhưng mà so với những xe khác thì nó còn đẹp, còn keng hơn em. 6-7 năm rồi, con này hồi đó 300 triệu, 300 triệu mà giờ bán nửa giá, anh em thấy không? Còn con này chưa tới nửa giá. Thì cái giá tiền nó vậy mà anh em đòi mỗi con xe như mới thì không thể nào được nha anh em. Xe nó bán nửa giá là rất là rẻ rồi anh em. Con này hồi đó mua là bỏ 300 triệu ra mới có xe. Bây giờ còn có 150, còn em này còn có 130 mấy. Đó, anh em liệu cơm gắp mắm nha anh em. Hồi đó những anh em mà tập lòng quen 4 mấy thì đi Z8 là quá bền, nồi đồng có đá luôn anh em. Z8 thì cực kỳ bền anh em, khỏi nói, khỏi phải lo. Đó, 4 mấy hầm hố. Rồi, thì bây giờ mình chạy xe lên thôi. Bi chạy cho mọi người coi thử luôn, chạy lên nhà luôn. Đó, 1m62, nhưng mà 1m62 là phải quen xe. Tại vì đã chạy nhiều bên mình rồi thì quen xe, cho nên không có phải là cái vấn đề khó khăn nữa. Giờ mình đem xe vô cắt lại. Đó, quay cho anh em xong giờ đem xe vô cắt lại. Rồi, bị chạy lên luôn. Đó, 1m62, dắt cũng bình thường. Đối với điều kiện là phải quen xe thôi anh em. Còn mới thì nó hơi khó khăn thôi. Lên luôn. Thấy không? Nhẹ nhàng thôi anh em. Rất là nhẹ nhàng. Rồi, bây giờ mình sẽ quay là một người 1m, em 1m7 mấy? 75. Rồi, 1m75, người cao to nè. À, bây giờ em dắt đi. Mình chưa quen xe, dắt đi. Dắt có nhẹ không? Nhẹ. Vẫn bình thường anh ơi. Đều mất chưa. Rồi, nhẹ không? Đây anh đeo cho, anh đeo cho. Đeo rồi, dắt rồi, đeo cảm nghĩ luôn. Anh quay cho. Rồi. Em theo kia em vòng lại cho mọi người coi. Rồi,
nhẹ, khỏe. Đó, nói như người cao tầm có 1m7 trở lên thì đối với anh em. Rồi thôi bây giờ dắt xe vô đi. Rồi thôi bây giờ mình dắt xe vô nha anh em. Anh em nào mê thì cứ inbox riêng cho mình. Đó, mình sẽ để lại xe cho anh em. Anh em thấy cái dốc cao vậy mà anh em nó đẩy lên luôn thấy không? Dốc cực kỳ cao luôn. Đó. Dốc cực kỳ cao mà anh em đẩy lên 1 phát 1. Anh em thấy dốc không? Anh em đẩy lên 1 phát 1 luôn. Đó thì nó sẽ nặng đối với những người mà 1m6. Nhưng mà đối với những người 1m7 thì nó sẽ rất là nhẹ. 1m7, 1m75. Đâu, quá ghê. Lên luôn. Rồi, bây giờ anh em mình dẹp xe lại. Dẹp xe lại, ok anh em ha. Rồi, anh em nào mến thì cứ inbox riêng cho mình ha. Xe thì anh em khỏi phải lo về chất xe, rất là đẹp. Đó, 1m6 dắt với 8. Tuyệt vời luôn. Rồi, cảm ơn anh em. Anh em nếu thấy hay thì nhớ bấm like và subscribe cho kênh của Minh Biker nha anh em. Rồi, hai con này quay xong, dẹp, cất. Rồi, lau vỏ, lau lại sạch sẽ rồi xong rồi đó anh em. Mỗi lần quay clip thì anh em thấy nó cũng không có dễ đâu ha anh em ha. Cũng dắt xe ra, dắt xe vô rồi quay cho anh em xem. Cũng là nguyên 3-4 người chứ một mình thì làm nó hơi cực. Rồi, cảm ơn anh em nhiều. Đó, một em mà 138, một em là 150. Anh em chọn lựa nha anh em nhé. Thích em